Kính chào quý vị và các bạn. Dự báo ngày mai, khu vực Bắc Bộ thời tiết nắng ráo, trong khi đó thì ở phía Nam mưa dông tiếp tục xảy ra trên diện rộng và cục bộ có những điểm mưa to. Ngay từ sáng ngày hôm nay, mây dông đã phát triển ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ và những nơi có màu cam đỏ như thế này, tức là đã có mưa rất to kèm theo sấm sét. Cụ thể là ở Phú Yên, Đắk Lắk, Thành phố Hồ Chí Minh, Bạc Liêu hay Cà Mau thì đã có mưa rất to, lượng mưa đều là trên 80 mm. Tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng như Cà Mau thì trưa nay cũng đã xảy ra tình trạng ngập úng một số tuyến đường do là mưa lớn gây khó khăn cho giao thông. Mưa sẽ còn tiếp diễn trong đêm nay và ngày mai. Ở trên bản đồ dự báo mưa này, quý vị sẽ thấy là những cái vùng màu xanh lá cây, tức là lượng mưa có thể tới 100 mm, tập trung chủ yếu ở miền Đông Nam Bộ và một số nơi ven biển miền Tây. Đây cũng là những khu vực cần phải đề phòng với sấm sét và gió giật mạnh có thể đi kèm trong cơn dông. Ngoài ra thì hiện tượng ngập úng cục bộ ở những vùng trũng thấp và các khu đô thị cũng có thể diễn ra, nhất là Nam Bộ vào sáng mai do mưa kết hợp với chiều cường. Do có mưa thế nên ngày mai, các thành phố Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết cũng như là Kon Tum, Pleiku xuống Gia Nghĩa, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Cà Mau không nơi nào vượt quá mức nhiệt 32 độ, thời tiết mát mẻ. Trở ra Bắc Bộ, ngày mai thời tiết vẫn ổn định, trời nắng ráo, nhiệt độ cao nhất ở thủ đô Hà Nội và các thành phố Ninh Bình, Hải Phòng, Bắc Giang, Lạng Sơn sang tới Hà Giang, Lào Cai hay Điện Biên Phủ phổ biến khoảng nhiệt là từ 32 đến 34 độ. Quý vị sẽ cảm thấy hơi nóng vào buổi trưa và đầu giờ chiều. Nắng ráo cũng là thời tiết chủ đạo ở miền Trung vào ngày mai. Nhiệt độ ở các thành phố từ Thanh Hóa trở vào đến Huế trong khoảng 32 đến 33 độ. Chuyển sang thời tiết biển, quanh hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa tiếp tục có mưa dông, đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho một số nơi trên cả nước trong đêm nay và ngày mai.